Xin chào các bạn. Hôm nay, Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách khởi nghiệp kinh doanh online. Kinh doanh online hiện tại đã trở nên phổ biến. Tuy không còn dễ dàng như trước đây, chỉ việc chạy quảng cáo sẽ ra đơn hàng, nhưng nó đã trở thành xu hướng và phát triển trong những năm gần đây. Đặc biệt là khi đại dịch Covid bùng nổ, thói quen mua hàng của người người nhà nhà đều dần thay đổi. Các cửa hàng kinh doanh uy tín, chất lượng cũng vì thế mà phát triển. Khách hàng mua sắm online giờ đây đã có nhiều kinh nghiệm mua hàng, đào thải những shop online bán hàng không uy tín. Từ đó, công việc kinh doanh online cũng giống như offline vậy. Bạn cũng cần xây dựng thương hiệu, chăm sóc khách hàng và đặc biệt là quan tâm đến dịch vụ hậu mãi. Cuốn sách khởi nghiệp kinh doanh online ra đời nhằm đáp ứng cho những ai muốn khởi sự công việc kinh doanh online nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nội dung sách là tổng thể các bước thực hiện, từ khi bắt đầu cho đến lúc gây dựng một sự nghiệp kinh doanh hoàn chỉnh. Chúng sẽ cho bạn biết bạn sẽ phải làm gì, để từ đó hướng đi của bạn sẽ rõ ràng và nhanh chóng hơn. Chương 1. 2 tiếng một ngày. Ai cũng nghĩ rằng kinh doanh là bắt đầu một thứ gì đó phải thật lớn mạnh. Nhưng hầu hết những doanh nhân thành công trên thế giới đều bắt đầu những điều nhỏ nhất. Điểm khác biệt của họ là sự quyết tâm và bền bỉ theo đuổi đến cùng. Cuốn sách này không khuyên bạn phải từ bỏ công việc văn phòng đang đem lại nguồn thu chính cho mình. Thay vào đó, 2 tiếng một ngày là khoảng thời gian bạn có thể dành cho ước mơ của mình. Đừng nói rằng bạn không có thời gian. Những người khác cũng như bạn, chỉ có 24 tiếng một ngày. Thứ công bằng nhất trên thời gian đó chính là ai cũng có 24 tiếng trong một ngày. Điều bạn cần là sắp xếp sao cho phù hợp. Bạn cũng đừng ăn bớt thời gian ở công sở để khởi nghiệp. Như vậy là bạn đang từ đào lỗ để chôn mình rồi. Chương 2. Đãi cát tìm vàng. Đãi cát tìm vàng rất khó, nó khó như cách bạn tìm một sản phẩm phù hợp để kinh doanh vậy. Chịu khó đãi cát, biết được nơi có vàng nhiều, trở thành tay đãi cát chuyên nghiệp, bạn sẽ đãi được nhiều vàng. Vàng sẽ không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải tự nhiên xuất hiện trước mặt bạn. Cũng giống như một sản phẩm tiềm năng đòi hỏi bạn cần bỏ công ra nghiên cứu và tìm hiểu. Ở chương này, bạn sẽ được hướng dẫn những cách để khảo sát sản phẩm phù hợp và mức độ khả thi của nó. Chương 3. Đánh dấu lãnh thổ. Đánh dấu lãnh thổ là cách để bạn khẳng định chủ quyền và xây dựng cho mình một cộng đồng phát triển từ đó. Khi có được lãnh thổ của riêng mình và thu hút nhiều người đến sinh sống, bạn sẽ phát triển công việc kinh doanh của mình như cách gây dựng một đế chế. Giữa vô vàn các kênh truyền thông fanpage, Facebook cá nhân, trang Zalo, Instagram và website, dù bạn lựa chọn kênh truyền thông nào, nó sẽ trở thành mảnh đất của riêng bạn. Chương 4. Mai ăn tiêm thời 4.0. Thu hút khách hàng đến với những kênh truyền thông của shop mình là cách tiếp thị mà nhà bán hàng nào cũng hàng ngày nỗ lực để thực hiện. Câu chuyện của Mai ăn tiêm sẽ cho bạn những bài học thú vị xoay quanh cách quảng cáo thu hút được nhiều khách hàng mục tiêu nhất một cách tự nhiên. Chương 5. Con dao hai lưỡi. Chương trình khuyến mại luôn là điều quen thuộc khi kinh doanh, nhưng khuyến mãi gì, khuyến mãi như thế nào cho thông minh là điều bạn cần nghiên cứu. Cách khuyến mãi vô tội vạ, bạn sẽ chỉ thu hút được những khách hàng thích mua hàng giảm giá. Nếu bạn ngừng khuyến mãi, họ sẽ bỏ đi. Ở chương này, bạn biết được nhiều chương trình khuyến mãi thu hút tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Bên cạnh đó là xây dựng cho mình tệp khách hàng trung thành. Họ thực sự muốn gắn bó với bạn chứ không phải đến với bạn vì sự giảm giá. Chương 6. Đừng vội chốt đơn, hãy giao tiếp. Chốt đơn hiệu quả đòi hỏi kỹ thuật tốt, nhưng nó sẽ phải xuất phát từ lợi ích khách hàng. Bạn dùng thủ thuật để lôi kéo khách hàng thì khách hàng cũng sớm rời bỏ bạn mà đi. Nội dung sách sẽ hướng dẫn cho bạn những phương pháp chốt đơn hàng hiệu quả. Bạn có thể vận dụng được ngay vào chính công việc kinh doanh của mình. Chương 7. Hẹn giờ lên sóng. Livestream hiện nay là hình thức bán hàng phổ biến, đem lại doanh thu cao cho các cửa hàng kinh doanh online. Không hẳn là người nổi tiếng mới thu hút được lượng fan hùng hậu. Với mục đích kinh doanh, bạn không cần phải thu hút quá nhiều người xem. Mục tiêu của bạn là phải thu hút được đối tượng khách hàng mục tiêu, càng nhiều càng tốt. Họ mới chính là khách hàng tiềm năng của bạn. Các bước lên kịch bản bản livestream như nào cho hiệu quả, bạn hãy tìm đọc cuốn sách khởi nghiệp kinh doanh online nhé. Chương 8. 30 chưa phải là Tết. Khi đã chốt được đơn hàng nhưng tiền vẫn chưa về trong túi, sao bạn có thể sớm vui mừng được? Khách hàng có thể từ chối bạn bất cứ lúc nào. Ví dụ như thời điểm bạn chốt đơn quá câu kéo và ép buộc khách hàng, họ có thể đồng ý cho xong. Nhưng đến khi kết thúc giao tiếp, họ suy nghĩ lại và không muốn mua hàng bạn nữa. Chuyện đó rất thường xảy ra. Ngoài ra, rủi ro khi giao hàng cũng chính là lý do khách hàng từ chối bạn. Có rất nhiều phát sinh từ công đoạn giao hàng khiến khách hàng rời bỏ bạn. Chương này của cuốn sách sẽ chỉ cho bạn thấy những rủi ro đó và gợi ý cho bạn những đối tác giao hàng đáng tin cậy. Chương 9. Bán được hàng chỉ là điểm khởi đầu. Đúng vậy, bán được đơn hàng cho khách hàng chắc chắn bạn đã phải tốn rất nhiều công phí. Có khi là chi phí để có được khách hàng này còn nhỏ hơn tiền lời mà bạn thu được món hàng đã bán. Vì vậy, hãy tìm cách duy trì để khách quay lại mua hàng của bạn nhiều hơn. Chương 9 của cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn những phương pháp hậu mãi hiệu quả với khách hàng. Chương 10. Chương khuyến mại. Chương này chia sẻ cho bạn những mẹo nhỏ khi đăng bài bán hàng online, cũng như định hướng để bạn phát triển lâu dài công việc kinh doanh của mình.
Cuốn sách Khởi nghiệp kinh doanh online của tác giả Nguyễn Chí Long như một cuốn cẩm nang cho người mới khởi nghiệp. Đây là một bức tranh tổng thể để bạn thấy được các công đoạn mình cần phải thực hiện khi khởi nghiệp. Ngoài ra, sách còn đúc kết những kinh nghiệm quý giá của tác giả và cố vấn chuyên môn Trần Thanh Phong, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều điều hữu ích.